bạn đang không biết phải chiếu video từ YouTube trong điện thoại thông minh, máy tính bảng lên TV, như thế nào để có thể xem phim hay những chương trình rõ hơn? Hãy cùng TV Pro tìm hiểu cách chiếu video từ điện thoại lên TV đơn giản, hiệu quả nhé! Đầu tiên, các bạn có thể liên kết YouTube bằng mã TV. Ở đây chúng tôi sử dụng điện thoại iPhone, các bạn hãy nhấn vào biểu tượng truyền trên màn hình xem YouTube, sau đó chọn liên kết bằng mã TV rồi sau đó nhập mã trên TV vào và nhấn liên kết. Để tìm kiếm mã TV, trên ứng dụng YouTube TV bạn vào cài đặt rồi chọn liên kết bằng mã TV. Từ đó mã TV của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình. Lợi ích của việc phát video YouTube từ điện thoại lên TV, đó chính là bạn có thể tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm và mở video từ điện thoại rồi chiếu lên TV thay vì bạn phải dùng remote TV nhập từng chữ để tìm kiếm. Ngoài ra, trên điện thoại iPhone, các bạn cũng có thể kết nối một cách nhanh chóng nhờ vào tính năng AirPlay. Bạn chỉ cần kết nối với TV nhà mình rồi nhập mã là xong. Để dừng truyền video từ YouTube trên điện thoại lên TV, các bạn hãy chọn vào biểu tượng kết nối trên màn hình YouTube rồi chọn hủy kết nối. Nếu thấy video này hữu ích hãy like, share hoặc subscribe để TV Pro có động lực ra thêm các video mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.